Hello mọi người, thì hôm nay shop đang về được một ít cước Metan, cước hợp sắt nha mọi người. Cuộn này nó chỉ 100 m thôi, màu trắng. Nó được đựng trong cái hộp sắt thế này nè. Cước nhìn cũng khá là xịn sò nha mọi người. Metan nè. Cước này nè có đầy đủ size từ số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn nha. Độ dài cuộn thì chỉ 100 m thôi. Mọi người thấy đựng trong cái hộp không? Như là cái hộp đựng đựng vàng vậy đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đây cuộn cước chúng ta thì cuộn đang cầm là cuộn số số 3 này. 3.0 thì nó tương đương với 0.28 mm nha. Tải của nó lên đến 15 kg, cực kỳ cao luôn. Thì cước này là có test tỉnh lên rồi. Số 3 á, thì nó lên khoảng 6-7 kg. Số 3 nha, cực kỳ nhỏ nha, 0.28 mm thôi. Nhưng mà tải lên tải tỉnh lên đến tầm 6 kg thì cá mười mấy ký mọi người dòng là ok nha. Cho mọi người đi câu cần tay, câu đài nè. Câu đài thì khoảng số 3 hoặc số 4. Nếu mọi người săn hàng nữa thì làm số 5. Đó, số 5. Cực kỳ dai khỏe luôn, cước màu trắng. Trắng trong nha mọi người chứ không phải trắng đục nha. Trắng trong nè. Thì số 3 dài 100 m nha, 0.28 mm, tải nó 10 15.8 kg. Thì cái này là đồng giá đó, 90.000 một cuộn nha mọi người. Số 3 nè, tiếp theo là số 4. Số 4 nè, đây. Số 4 là 0.32 mm, tải nó là 20 kg. Cực kỳ cao nha mọi người. Nó được tải á, là được dòng cá nha. Còn nhất tỉnh là mình nhất tỉnh là khác nha. Còn lực tải nó cũng rất là thật đó. Cá số 4 nè, 4.0. Cá tầm mười mấy 20 kg mọi người bắt bình thường luôn. Với dòng cước này cực dai khỏe. Tiếp theo là số 5 nha. Số 5 là tương đương với 0.30 nha. 37 mm nha. Tải nó 24 kg. 24 kg cực kỳ cao luôn. Số 5 nó tải bằng những dòng cước khác là khoảng số 8. Số 8 những dòng cước khác tải khoảng là chừng 18-19 kg à. Cái này nó lên đến 24 kg. Và cái này hạn chế một cái có 100 m. Mọi người nghĩ giá 100 m 90.000 là cũng khá là cao á. Những dòng cước khác thí dụ như 200-300 m là nó một trăm mấy chục ngàn à. Cổ này 100 m mà đã 90.000. Nếu mà nó lên 200 m á, thì nó đã 180.000 rồi. 300 m á, thì giá lại cao nữa. Tính ra cước này giá nó cao chứ không có thấp nha mọi người. Tại vì 100 m thì giá nó 90.000 thôi. Tiếp theo số 6 nha. Số 6 đây. Số 6 như là 0.40. 0.40 mm mọi người. Đây này, số 6 0.40 mm, tải 28 kg. 28 kg nha mọi người. Nhất tỉnh tầm 10 kg, mười mấy ký là bình thường luôn. Cước số 6 nè. Và tiếp theo chúng ta là số 7. Số 7 đang xem. Đây, số 7 xem ngoài luôn nha mọi người. Thì thông số ngoài trong như nhau nha. Số 7 là 0.45 mm, tải 32 kg. Khủng chưa? Tiếp theo số 8. Số 8 là 0.50 mm, tải 38 kg. Cực kỳ cao. Và số 9. Đây, số 9 đây. Số 9 0.52 mm, tải 42 kg. Cực kỳ cao luôn mọi người. Nếu mọi người muốn mà vô máy để đánh á, ví dụ như máy mọi người vô mà 100 m mọi người thấy ít không đủ á, thì mọi người có thể đừng mua hai cuộn nha, mua hai cuộn tốn tiền. Nếu mua hai cuộn thì vô hai máy, mọi người chỉ cần mua một cuộn thôi và mọi người xả cái cước cũ ra, cái cước cũ trong máy mình có sẵn á, mọi người xả nó ra nhưng đừng xả hết máy nha. Mọi người xả nhắm tầm xả ra mọi người nhắm chừng xả ra tầm 100 m thôi, 10 kéo. Kéo xả tay, mọi người kéo một sải tay nè, một sải tay là một một mét đi,
Đó, mọi người xả ra tầm 100 m, mọi người đếm luôn, tầm 100 m rồi mọi người chừa ở trong lại nha, chừa cước ở phía trong cái máy chúng ta lại. Khi đó thì chúng ta vào 100 m cước này nữa, đánh cực kỳ khỏe, vì mọi người đánh ít khi nào đánh hết 100 m lắm, mọi người đánh chừng 50-70 m là cao à. Nên mọi người xả ra chừa, xả ra đúng 100 m rồi mọi người vào 100 m cước này cho rạn, tải cực kỳ cao, cực kỳ khỏe, mà chỉ 90.000 thôi. Vì mọi người vào máy mà những cái máy cối nó sâu quá, mọi người vào phía trong, mọi người để ý, khi mà xả ra không bao giờ dùng hết cái cước ở phía trong nha, dùng chừng 100 m trở lại là cao à, trừ những anh em đi câu biển hoặc đi câu đáy những cái chỗ mà nước sâu nha. Còn đang nói đây đây là những anh em mà câu hồ á, hồ vụ á, hồ vụ thì 100 m là mình đánh không có hết 100 m giây đâu, tầm 50-70 m à, là mình đánh thấy nhiều rồi đó. Hoặc là sông, những cái sông mà gần gần á, chúng ta đánh chừng vài chục mét, 30-40 m cước là nhiều. Còn đây 100 m thì cho mọi người đánh vô tư nha, mọi người cứ xả ra, người kéo kéo ra tầm 100 m bỏ rồi mọi người vào 100 m cước này cho rạn, đánh ổn nha. Và tiếp theo là số 10, số 10 là số lớn nhất nha. Đó, số 10 này cho anh em mà đi câu câu hồ dụ mà câu game luôn cũng được nữa, tải cực kỳ cao. Số 10 là 0.55 mm, tải là 48 kg. Đây, lấy cục số 10 ra nha, tải 48 kg nha mọi người. Đây, số 10 đầy cuộn nha. Mọi người để ý nè, đang so sánh là đây cục số 3 nha, số 3 nó vào là không được nửa cuộn nữa nha, là đã đầy nha. Còn số 10 nè, số 10 nó sẽ đầy lên cuộn của chúng ta, là không phải là bị thiếu cước nha mọi người. Mọi người mua cái số nhỏ thì nó quấn sát vô đây là nó đã đủ 100 m cho mọi người rồi. Còn này số 10 nè, cái dây nó to, quấn là phải đầy hết ở phía ngoài đó, nó mới đủ 100 m nha. Còn số nhỏ này, số 3 này mà quấn đầy luôn này chắc lên cả 1.000 m quá. À, 100 m mà nó mới có tí xíu ở trong này nè, nó 1/3 trong này là đã 100 m rồi. Nếu quấn lên ở phía ngoài á, càng về phía ngoài chúng ta quấn được càng nhiều cước nữa. Ở đây số 10 đó, mọi người vào những cái máy vừa phải nha, câu hồ dụ bao cho người kéo luôn, cước mềm mịn màu trắng, trắng trong nha, không phải trắng đục nha mọi người. Đây cục số 10 nè, đây nè, cước mà mình sẽ cước nè, đó nó cũng mềm mịn nhưng không có cứng nha, đó không có cứng, cực kỳ là rất là dai luôn. Mình test thử rồi, hôm nào ra sẽ làm một cái clip test lại cho mọi người xem. Thì phải có làm clip ngắn test ở TikTok á, TikTok shop á, thì có để cái TikTok ở trên đây nè, nó thì có test trên đó rồi, thì hôm nào nó sẽ làm lại một cái clip test cho mọi người xem. Nói chung là test rồi ok, mọi yên tâm sử dụng nha. Số 3 nè, nhấc lên tầm 6 kg 7 kg bình thường nha. Còn số 10 này nhấc lên chắc có 20 kg mà, nhưng mà 20 kg khả năng gần nhấc lên không nổi, nặng quá. Đó rồi ok, 90.000 một cuộn. Mọi người mua, cố gắng mua 2 cuộn thì sẽ được miễn phí vận chuyển, còn mọi người mua 1 cuộn thì tốn phí vận chuyển nha. Mọi người đặt hàng cứ alo shop rạng qua 2 số điện thoại ở trên màn hình này, mọi người gọi trực tiếp cũng được, hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin cũng được nha. Thì Zalo mọi người cứ lấy số và nhắn tin bình thường thì bên shop nó sẽ trả lời và chốt đơn gửi hàng đi toàn quốc cho mọi người luôn. Thì tất cả các đơn hàng bên shop bạn gửi đều cho xem hàng, nên khi nhận hàng mọi người kiểm tra hàng đầy đủ xong trả tiền cho người giao hàng giúp shop rạng nha. Rồi ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip sau ạ. Bye bye.